Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong channel của tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về dự án Phoenix, và đây là một dự án về việc phá vỡ hệ thống của tài chính của luật blockchain. Hiện nay thì bạn có thể tham gia bán trước của họ với ưu đãi 50% thưởng. Và giới thiệu thì Finance Phoenix là một hệ thống dựa trên khối tài chính mới được tạo ra trên một khái niệm cơ bản mới, có khả năng mở rộng tốc độ của nó khi cần thiết và thêm chức năng mới. Phoenix Finance có thể được sử dụng như một hệ thống ngân hàng quốc tế cho việc chuyển giao thông tin và thực hiện thanh toán. Phiên bản Phoenix Finance đầu tiên có thể xử lý các thanh khoản và lưu trữ tiền của người dùng. Cụ thể, các giao dịch ngân hàng được gắn nhãn trong hệ thống SWIFT với MT103 là thanh toán được gửi, MT202 là biên nhận và có ghi thanh toán cho tài khoản. Bước tiếp theo trong sự phát triển của hệ thống sẽ là một nhóm 700 hoạt động SWIFT, cụ thể là các giao dịch tài liệu tốt hơn được gọi là bảo lãnh và thư tín dụng. Sự ra đời của nhóm 500 đó là hoạt động với chứng khoán cho thấy rằng một trao đổi sẽ xuất hiện trong mạng của họ. Các đặc tính kỹ thuật của Phoenix Finance sẽ mang tính quyết định vì không có giải pháp nào nghiên cứu có thể cung cấp tốc độ 50.000 giao dịch mỗi giây cần thiết để tạo ra cạnh tranh thực sự với các hệ thống tài chính và thanh khoản hiện tại. Họ chuẩn bị có bán thông báo token sale, và bạn có thể theo dõi thông báo từ các kênh công khai của họ như Telegram, Reddit, Twitter, GitHub, Medium, YouTube. Và lộ trình của họ thì họ bắt đầu từ năm 2016 là nguồn gốc của dự án Phoenix Finance, và thời điểm đó ý tưởng khái niệm đã được hình thành. Năm 2016, nghiên cứu tiếp thị được tiến hành để tìm hiểu sự quan tâm của thị trường hiện tại và tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đến năm 2017 thì họ có nhóm cốt lõi được thành lập để bắt đầu quá trình tổ chức và hoàn thành các tài liệu kỹ thuật và pháp lý thiết yếu cho hệ thống Phoenix Finance. Đến quý 1 năm 2018, tại thời điểm này nhóm đã đưa ra một tài liệu về các yêu cầu của dự án. Đến quý 2 năm 2018 bắt đầu chính thức của dòng chảy phát triển theo yêu cầu dự án được phê duyệt. Các thành viên mới gia nhập đội ngũ nòng cốt và tư nhân. Đến quý 3 năm 2018 thì có phiên bản alpha của hệ thống Finance Phoenix Tenet ra mắt. Đến quý 4 năm 2018 thì có Presley công khai bán phiên bản beta của hệ thống Phoenix Finance trên sàn giao dịch, kết luận các quan hệ đối tác mới thực hiện SMC. Hay quý 1 năm 2019 thì thực hiện các nhóm thành phần ngân hàng là MT100 chuyển tiền, MT200 tiếp nhận hoặc từ chối các lệnh chuyển tiền, trao đổi các thẻ Phoenix tiện ích cho các cộng đồng tiền Phoenix. Đến quý 1, quý 2 năm 2019 thì thực hiện MT900 nhận dạng tự do mà không nghĩa vụ phi, bất luận quan hệ đối tác mới, bản liệt kê sàn giao dịch mới. Đến quý 3 năm 2019 thì là thực hiện các điều khoản ngân hàng được mô tả trong tiêu chuẩn ICC 500, kết luận các quan hệ đối tác mới. Cảm ơn đã nghe, xin chào các bạn.